Hello anh em Như đã nói từ hôm trước thì mình sẽ phân tích tiếp phần còn lại của demo Broky Và hôm nay thì mình sẽ phân tích bên phía side để các bạn xem xem là cái vai trò của Broky bên phía side sẽ thi đấu như nào Hôm trước thì chúng ta có xem cái demo bên phía T-Side thấy rằng là Broky bắn ở bên phía T-Side rất là tròn vai Kê đẩy cho đồng đội rất an toàn xử lý cuối game rồi support bom mìn có thể nói là một độ chính xác cực kỳ cao có thể nói, có có thể thấy rằng là Brookie đang là một cái vai trò rất là quan trọng và anh đang đạt dần đến cái ngưỡng hoàn hảo của một player bắn off ở trong team Fake Clan. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang bên phía CD để xem xem là ở bên phía CD Side thì thằng Brookie này nó bắn như nào. Ok, chúng ta sẽ vào màn hình game thôi. thường thì map uh, inferno này bắn off t side rất là khó bắn off city side sẽ dễ hơn đó là lý do tại sao mà có những cái thời điểm mà các bạn thấy rằng là thằng level nó trả lời phỏng vấn nó bảo là lý do tại sao mà chúng nó không bắn off bên t side tại sao device không bao giờ bắn off t side ở map thiếu inferno bởi vì Ở uh, map inferno này off t side không có nhiều góc để có thể pick được tại vì đa phần map này toàn là đấu skill ở tầm gần và khẩu off thì là một khẩu súng rất lợi thế khi mà đấu skill ở tầm xa Đấy nên ở tầm gần như này cầm một khóa k tính cơ động nó sẽ cao hơn thế nên nếu mà muốn bắn ọp ở inferno bên phía tisai thường phải là những player bắn rất tốt rất chắc tay nếu như các bạn có thể biết thì như g hai spot team lọt vào trận chung kết của giải đấu em uh, colongo vừa rồi amanex thì thằng amanic bắn tisai map này gần như không bao giờ bắn ọp đấy điều chắc chắn tisai nó toàn cầm mắc 10 nó đi tay cho đồng đội theo bài hiệu quả cực kỳ luôn những map khác thì nó vẫn có thể bắn ọp Nhưng map này thì gần như là nó không mặt Ok và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với demo rồi Vị trí là Brokey Vẫn là cái tên Brokey Wow, đây là quãng thời gian nghỉ giữa hiệp nhá, Năm ra nó chờ hơi lâu Để xem nào ui wow, Fate clan lên cho mình năm cái giáp một và những cái ta tích lên năm giáp một như này là thường là ta tích đẩy mít bởi vì uh, lên năm giáp một mà không có bom nghĩa là các bạn xác định là bắn nhau mà khi đã xác định bắn nhau thì các bạn đẩy mít thì các bạn bắn nhau chủ động hơn sẽ lợi thế hơn là việc các bạn bắn bị động thay vì việc các bạn đứng trong sai chờ đối phương vào và đối phương dồn năm thằng vào cầm cái lóc nhảy, nhảy nhảy bắn nó mặt các bạn đúng không thì tại sao tại sao chúng ta lại không không phải là cầm usp đẩy lên bắn mặt chúng nó trước đấy câu chuyện nó chỉ có đơn giản như vậy trong những rau đầu ít tiền như này thôi và đúng là như dự kiến thì Fate clan đẩy mít luôn à, các bạn nháo ta tích rất đơn giản ba đẩy mít hai người đẩy chuối kẹp xăm các thành viên gambit Esports vào vào nhưng mà vấn đề là hai đẩy chuối chết mất uh, một người chỉ đổi được có chết hai đổi một nhưng rất may thì cũng này đẩy mid lại bắt được một người À, bên kia đặt được bom để xem retake bom nào ra phải đéo kit mà khoảng cách chạy lại hơi xa nhưng mà carigan vừa rồi rùa thật ăn flat trắng mà vẫn bắt được thằng acle ba v hai nhưng mà tôi nghĩ quả này cũng khó thời gian sẽ không ủng hộ cho các viên fake land. đặc biệt họ còn không kit nên đâm ra là họ phải đẩy nhanh cái tốc độ retake lên ôi quả này quả này tại brookie quả này thằng brookie nó tính toán cũng hơi ấy hơi cẩn thận quá nghĩa là các bạn hiểu là thằng broky của này nó rất là nó tính khá là xa thực ra là nó thừa sức có thể ra ăn thằng này được nhưng mà vấn đề là nó sợ rằng lúc ấy nó ra ăn thằng này là thằng ở trong Method thốt sẽ bắn chết nó nên làm ra nó nghĩ rằng đồng đội sẽ ăn được cái thằng ở đây tại vì nó gây sức ép lớn đấy rồi các bạn nhìn không? nó đứng ngay sau cái quan tài cái nơi đứng của cái thằng thằng interz rồi nghĩa thằng interz lúc ấy rất là sợ thì nó nghĩ rằng thằng interz quả rồi, rồi chắc chắn sẽ bị phân tâm phân tâm thì thằng interz sẽ bị uh, cái thằng ở trong ngách bắn chết nó là thằng tuyết nhưng mà cuối cùng thì nó định tận dụng cái thời gian đấy để nó bắn luôn thằng siro có nghĩa là lúc đấy nó nghĩ là thằng siro sẽ lao ra cover để bắn nó để bắn hộ cho thằng Interz nghĩa là bên kia kẹp chéo nhưng cuối cùng tình huống nó lại không phải là như vậy rất dị ở một cái là quả đấy siro nó lại không ra thằng siro lại không bắn hộ mà cuối cùng thằng siro nó lại bắn cái thằng ngách này, này ở các bạn hiểu không? Thằng Ciro lại bắn thằng Peter Z cơ Chứ nó không lao ra bắn, Inter bắn thằng Broky Nên cuối cùng cái phán đoán của thằng Broky Trong tiếng này lại là sai Nếu thằng Broky của đấy đã đẩy ra luôn Thì thằng Broky lại ăn được thằng Interz Z Thì tự nhiên lại thành 2 một Thì có khi lại cơ hội thắng lại cao hơn rất là nhiều Nhưng mà À ok tí nữa Nhưng mà quả này thì uh, Thằng Broky các bạn nhìn thấy rằng là Nó phán đoán hơi sai ừ, Nó lại nghĩ rằng là thằng siro sẽ ra nó nên đâm ra là cuối cùng nó không lao ra nó bắt ở internet và cuối cùng để thằng internet bắn chết thằng broky này đấy một tình huống tôi nghĩ rằng đây là sai lầm trong cái vấn đề về eh, có lẽ là cái việc giao tiếp giữa các player thằng Tuyết thì như là quả rồi thằng Tuyết thì, thì không ăn được cái thằng ở đây thằng Tuyết thì lại bị đúng thằng siro bắn chết cơ thế nó mới dị nên đâm ra là quả này đáng nhẽ là thằng broky nên ăn thằng siro à, ăn thằng internet ở cái góc này thì cửa thắng nó sẽ cao hơn còn không ăn được quả này thì hết giờ rồi này thì rất là khó Đấy các bạn nhìn thấy không Tự nhiên Karigan gặp khó và Thậm chí quả rồi Karigan chuyển đuổi nhau với cái thằng kia một vòng Quanh cái thùng là hết giờ mà Không có kít tình huống rồi là một tình huống mà Có lẽ là lỗi thuộc về Brokey một phần Hoặc là lỗi giao tiếp Giữa các player với nhau thôi Fake Land thua ra Pistol Và các bạn thấy là họ fox bay luôn Đây là một tình huống đấu scout trực diện nhá có thể coi là cân bằng quả vừa rồi bên kia có scout siro là người kê trước bắn trượt một viên lúc mà Broky chạy qua sau đó thì thằng Broky nó repick một tình huống mà nó vẫn bắn trúng ở siro và siro thì vẫn bắn trượt thì thực sự đây là một cuộc chiến hai có thể nói là hàng đầu rồi chúng ta cũng không có gì nhiều để nói về cái tình huống vừa rồi chỉ là ai bắn tốt hơn thôi nhưng có lẽ là siro đánh mất lợi thế trong tình huống đấu scout middle thường nếu mà off thì chúng nó sẽ đéo vào đầu như này chỉ có scout nó mới đấu thôi các bạn ạ Bởi vì cái khẩu scout này Đây là một khẩu súng mà nó vừa chạy nó vừa bắn được Thế Nên nó ra là di chuyển bắn dễ hơn Và các bạn nhìn thấy chiến thuật của Fake Land rất là hay nhá Rain với cả carigan chủ động ném bom Chiếm chuối Sau đó khi mà chiếm được chuối một phát Đổi hộ khẩu luôn hai thằng này về A à, Và thằng Brokey sẽ là thằng cầm scout sang solo B Thằng Brokey tại sao nó sang solo B Cái câu chuyện đầu tiên là thằng Brokey nó vẫn còn một smoke Câu chuyện thứ hai là thằng Rocky nó có scout thì tầm nhìn của nó ở khu vực Banana nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và tự nhiên bom xe sẽ trở nên chắc chắn hơn với bốn người. Thay vì việc là bom xe chỉ có ba người. Và đặc biệt là khẩu scout của thằng Rocky cũng là một khẩu súng không phải là khẩu súng dễ để thủ A. Tại vì cái khẩu súng đấy ở cái đường bom xe toàn là những đường hẹp các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó không phải là khẩu ọp nên các bạn bắn không chết luôn được và khi mà nó tràn vào cùng nhau thì khẩu scout tác dụng nó sẽ không 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 quá hiệu quả Thay vào đó khẩu scout mà cây chuối này thì lại cực kỳ hay Hoàn toàn thể lấy thông tin và bách về được cho đồng đội một cách an toàn Nhìn đi nhìn lại các bạn sẽ thấy một điều nữa trong cái việc mua súng của thằng Brokey Nó là nó vẫn để 750 đô Để làm gì? Để nếu thua round này, ra sau Eco, ra sau nữa nó vẫn sẽ mua được ọp Và vẫn có giáp đầy đủ Đấy là cái tính toán của nó Chứ nó không bay hết nhá Bay hết là đến lúc các bạn lên ọp là các bạn sẽ lên ọp theo kiểu không giáp Đấy, thế là tầm nhìn đúng lúc smoke tan luôn này các bạn nhìn thấy chưa đúng lúc smoke tan thế bây giờ tự nhiên là fake land với một pha di chuyển đội hình khá logic thì họ đã có cho mình một tình huống là bắn 4 a với những khẩu đi rất là mạnh nhá 4 a kẹp 4 a mà cầm đi thì rất là mạnh và kèm theo đó là một đội hình bắn uh, solo chuối đến từ vị trí của Broky, trước kể thằng Broky để có scout nên góc kê này của nó lại trở thành rất là đẹp còn nếu solo b bình thường kể các bạn cầm m 4 các bạn đéo rất là dám kê ở đây đâu Đấy, các bạn nhìn đâu góc kê scout rất là đẹp luôn tầm nhìn tốt lấy được nhiều thông tin đúng lúc mốc tan đấy, mà vẫn còn mốc cơ đấy bên kia định lao vào đấy, nó lại ném qua smoke ra và các bạn nhìn không gambit lại phải chui ra đấy, nó vẫn còn smoke Gambit muốn chiếm lại chuối nhưng Gambit vẫn không chiếm được và quả này thì hình như là Gambit bắt buộc phải đánh lên A bởi vì cái thời gian này Gambit nó đọc ra là đến lúc quả số mốc này tan thì còn khoảng 35 giây và 35 giây mà tràn vào B thì chỉ có chạy một mạch vào luôn còn 35 giây bắt đầu chiếm chuối thì đối phương sẽ có thông tin và đối phương sẽ bách về với cả hai là thời điểm này mà chiếm chuối thì sẽ mất rất nhiều bom còn này thì gambit chiều cách là lao thẳng vào thôi để xem nào tràn lên luôn nhìn thấy rồi broki sủi về nào để xem nào wow, bắn chúng ác luôn ác yếu bên kia phải tràn vào luôn không bên kia vẫn fake cả à? bên kia lên đến gần rồi bên kia đang đánh hơi dườm già bút flat vào nhưng lại bắt được một người mít của này à con này lại quay ngược về a đấy các bạn thấy không gabit fake khó chịu chưa nhưng hình như quả này không chết kỹ trong bom thằng tuyết bắn chết hai thằng bắn đúng thằng cầm bom bom rơi thì phải đúng rồi tôi nhớ không nhầm là như vậy chính xác một đau đầu mà các bạn thấy hậu quả của việc đánh quá chậm đây là điều mà ngày xưa nào vi cũng hay bị nhưng mà nào vi bây giờ thì nó lại không làm như thế nữa các bạn hiểu không nào bây giờ nó lại không bị cái vấn đề này nữa vì bởi vì những cái rau phóc 3 như này thì bọn nào vi bây giờ nó đẩy tốc độ rất là nhanh nó thường đánh ở tầm khoảng uh, trước một phút thì nó bắt đầu đánh vào luôn nó rất khoát tại vì nó bị thua quá nhiều những round đấu foxbuy rồi và đây là một round đấu điển hình của gambit thua đây các bạn thấy không và bom thực ra là vẫn kịp nhưng vấn đề là vào đến bom bị một thằng là bắn chết thật cả bom bom rơi phát là tự nhiên là đổi được mạng đấy có đổi được mạng là tuyết đấy nhưng mà bom rơi không kịp nhặt bom để bom nữa theo thua một kỳ round luôn nhưng mà cái round đấu này cũng phải kể đến việc là các anh viên fickland họ có cho mình một chiến thuật rất là ổn một chiến thuật hoán đổi người từ bom xe a sang bom xe b và đặc biệt là cái việc thằng Brokey là một thằng bắn scout mid Sau đó nó hoán về B tự nhiên là bọn Gabit nó cũng bị bất ngờ Nó không nghĩ rằng là thằng Brokey lại ở B trong cái thời điểm đấy Nó sẽ khó đoán hơn rất là nhiều Tiếp tục với cái round đấu tiếp theo Đây là một round đấu uh, bên phía của team Gambit vừa thua nhưng mà họ vẫn còn súng Và chắc chắn là họ áp cố thôi bởi vì rao đấu vừa rồi họ còn đến 3 súng Đấy. Trong cái đó fake lane không nhiều tiền lắm Bởi vì rao trước họ fog buy năm ra họ quyết định bắn cho mình những khẩu MP9 3 MP9 và mỗi tuyết là thằng lên để cho mình một khẩu pha mát giáp 2 thôi Tôi nghĩ là thằng tuyết được drop Hình như thằng tuyết được thằng Brokey drop cho mình khẩu pha mát Cho nhìn cái lượng tiền là các bạn biết Làm gì có chuyện thằng tuyết lên súng mà lại có giáp 2 full bom mà lại còn có cả kit Thằng Brokey như drop cho một khẩu pha mát một rào thắng đến từ Feklen khá là quan trọng, đấy, bắn mid cao đơn giản bên phía Feklen họ lại chiếm được chuối à, cái việc mà Gambit họ không vào được chuối cũng là một cái bất lợi rất là lớn của họ, khi mà Feklen các bạn thấy rất là nhanh khi mà họ chiếm được chuối phát Carigan là một thằng backup về ở cái khu vực mid nối này siêu nhanh luôn, và ở vị trí mid nối này thì tôi đánh giá một vài player bắn rất hay nhá ví dụ như Carigan là một player bắn rất hay này, hoặc là Glavel những player bắn ở vị trí connector này hoặc là bom xe B là những player phải back up cực kỳ nhanh, phải đọc được vấn đề rất là nhanh, xử lý tình huống tốt, chạy đường nào, ra sao, ném quả bom gì và sau đó thì khi back về thì sẽ đứng đâu. Đấy là một điều rất là quan trọng các bạn hiểu không? Thì đây là một tình huống back up về rất là nhanh đến từ vị trí của Carigan. 4A luôn. Đấy là một lợi thế. Không nhiều player sẽ bắn được theo cái lối chơi này đâu. Đấy, thằng này nó úp mặt vào tường trước để tránh flash, sau nó sẽ búp flash cho thằng Carigan đẩy ra, Carigan sẽ đẩy ra gần. À nó kê okay cả flash cho Twit ZZ ạ các bạn ạ. Ua. Kê okay, flash cho Twit ZZ, Carigan của này chết chay rồi. Wow. Xem nó repick con này. Ua, wow, các bạn nhìn repick qua rồi giống giống cái gì? Giống Won Hack các bạn ạ, giống y hệt Won Hack luôn. Và tâm vào tưởng kéo ra Free Fire. Có rồi nhá, Tối thật các bạn nhìn X-Ray nó như vậy thôi Các bạn tắt cái X-Ray, tôi mà tắt X-Ray nào vừa rồi ra nhá Các bạn sẽ nhìn thấy cực kỳ giống như prefi luôn giống kiểu đặt tâm vào kéo ra pre-fight thẳng vào vị trí đấy đây là một tình huống mà thằng Brokey bắn kinh bởi vì thằng Nafani vừa rồi cũng có rất là nhiều lợi thế kê trước và nó chuyển bắn một viên là Brokey chết thôi và nếu như thằng Brokey quả vừa rồi bị bắn chết thì bom xe A gần như chắc chắn của bên phía team Fed Clan sẽ thua nhưng mà vấn đề thằng Brokey quả vừa rồi nó cũng liều nó tự tin vào cái khả năng bắn Scout của mình nó sẵn sàng repick bắn phát chết luôn và đây rồi, nó lại bắn thêm vào mặt thằng Hobbit ở trên lầu, thế tự nhiên các bạn nhìn đây ba đường đánh của các thành viên bên phía của Team Gambit Esports ba đường họ đi vào ba đường rất là đẹp, cuối cùng lại thành ra còn mỗi một đường, ờ là đường Boiler này chết cả lầu rồi, lầu đi một nối đi một chết, trong khi đó nếu như tình huống thằng Nafani nó bắt được thằng Brokky, tự nhiên hai ông trong bom này bị quay, à, nối có địch thì phải kê cả sau lưng sau lầu nó ra sau boiler vào thì chắc chắn là với tuyết quả đấy sẽ chết và giỏi lắm đổi được ba người là cùng đấy là giỏi lắm nhưng cuối cùng câu chuyện đấy nó lại không xảy ra chỉ cần broky bắn trúng viên vào Nafani và sau đó là một tình huống khá là cảm giác khá là tốt hạ gục thêm hobbit trên lầu thì các bạn thấy rằng là câu chuyện lại trở thành dễ dàng hơn cho fickland rất là nhiều đấy, bây giờ tự nhiên hai ông trong bom có khoảng trống rất là thoáng kê rất là thoáng khi mà nối đã clear rồi rất nhiều thông tin luôn Đấy, bên kia thì bắt buộc phải đánh vào A thôi Thời gian này cận kề rồi Tôi nghĩ là hai ông trong bom là làm được Tuyết với Olof Master của này chắc chắn là làm được Đấy, Flash support đồng đội trong bom Rất khó chịu luôn à, Tanh vào Thêm một mạng nữa, ba mạng Di chuyển rất là hợp lý Cái quả mà thằng Rocky nó băng qua smoke nó bắn ở trên lầu ấy Đấy là một cái quả mà tôi nghĩ là minh của nó rất là tốt Bởi vì nó hạ gục thằng nối rồi Máu của nó không còn nhiều Nó liều thôi, đến tầm này thì nó chuyển liều thôi Nó ra nó bắn thằng lầu thôi và khi mà nó hạ gục thằng Hobbit thì cái cửa thắng của các anh viên Fake Land lại là quá lớn rồi. Key round. Phết thắng một cái key round rất là quan trọng. Đấy, round này mua M19 để round sau lên off đấy. Muốn mua M9 để đi cày tiền các bạn ạ. Đây rồi. Một con hàng ở dưới cống nhưng không hề biết. Đây rồi, bắt đầu nhìn thấy. Úi dồi. Nào, nào. Úi ôi. Hai mạng làm ngay 1.200 đô. Thấy đạn rồi về à bị làm gì đây về vứt mười chín rồi đổi súng á à? đồng đội bảo tao có thiếu đâu vẫn chưa lên được ọp tiền thì đủ rồi nhưng vấn đề là tiếc súng các bạn ạ nên làm ra chưa lên ọp thực ra cái cảm giác chơi xét go hay là Valorant sướng nhất là gì là khi mà các bạn đang bắn mp 9 bắn bắn những khẩu gọi là smg mà các bạn thắng được cái nào đấy đầu đấy các bạn nhặt về những khẩu ak van đồ hay phan tôm đấy là cái cảm giác sung sướng nhất Tôi thật, tôi rất thích cái cảm giác khi mà tôi bắn mp 9 Tôi giết được người, tôi shopping được AK rồi, tôi đem về một rau thắng cho đồng đội Cảm giác kiểu mình vừa làm một cuộc làm ăn có lãi vãi cả trưởng luôn Lãi to uh, Bỏ ít ra, uh, lấy ít ra, thu lại nhiều, sao lại còn được thắng nữa à, Bắt đội bạn eco ạ à. Thực sự đấy là cái cảm giác hạnh phúc nhất của tôi khi mà tôi Khi mà tôi chơi game Rất sướng cầm mv9 nã vào đầu AK lấy AK về đội bạn thua rao sau phải eco phê lắm cảm giác thì phê lắm rao đầu này thì fake Land đang stack đẩy lầu stack đẩy lầu để một người solo b là carigan thôi carigan của này tự tin quá solo b còn stack đẩy hai uh, lầu các bạn thấy không có một cái logic nhất định trong lối chơi của fake Land, đó là khi mà stack đẩy lầu sẵn sàng nó sẽ có một cái trường hợp xảy ra đó chính là đẩy lầu bị đối phương bắt mất người nên làm ra là đó lý do tại sao nó bắn 4A ở thời điểm đầu luôn và thằng Karigan ra cái chuối này chỉ để câu giờ thôi nghĩa là nếu mà các bạn câu giờ trong này nó sớm mốc vào nó tanh vào bom luôn cũng được thì nó bắn láo thì các bạn sẽ mất bom luôn thằng Karigan nó khá là khôn nó ra đây nó sớm mốc ở ngoài này để cho bọn bên phía của Gambit không dám chiếm được chuối chưa chiếm được hẳn chuối thì trong thời gian đấy thì ba ông bên phía Fake chủ động đẩy cái lầu này lên để pick người bởi vì sao lại phải làm như vậy bởi vì đây là một ông đấu Fake yếu súng họ đang có hai khẩu mp 9 một pha mát một gali Đấy, hai khẩu gali thế em ra họ phải đẩy lầu chủ động hơn để bắn để lấy súng to sau đó thì bách về đây là một tiếng bách về rất là nhanh của Broky khi mà đồng đội đẩy lầu giết được người có mạng rồi lộ thông tin rồi Đấy, lộ thông tin là có một ông ở B đã về A thế nên ra là thằng này bây giờ nó phải bách ngược về B luôn hỗ trợ Carigan tại vì Carigan quả này cũng sắp ra đi rồi Carigan thì quả smoke ở chuối nó tan Đấy, bây giờ phải đổi súng lại rồi, Carrigan lên trên. Bách về rất kịp thời luôn các bạn. Tự nhiên là có lợi thế hơn người. Có cả súng luôn. Ở đây là một tình Akle hơi đen. Akle quả này hơi đen. Thằng Akle quả này bò chay vào cũng quái. Nhưng mà quả này thằng Akle đấy. Ra gặp đúng thằng Brokey đang nhá. Thằng Brokey loại nhá ở City. Thằng Akle đang cố gắng kết thằng Brokey thì không ngờ Carigan ở trên đầu. Nếu mà anh em nào bảo quả này tại sao không check thằng Carrigan thì tôi nói thẳng các bạn là không thể check được khi các bạn bò chay vào như vậy thì các bạn thấy thằng nào thì các bạn phải cố kết thằng đấy luôn các bạn phải cố hạ gục nó luôn nhưng mà rất là đen là khi mà nó bắn Brooky thì bị Carigan ở trên nó ngồi stack rất là đẹp nó bắn phát vào mặt luôn nó tự nhiên bên phía của team Gambit mất hai người nhưng mà vào được B của này để xem nào Brooky của này hạ gục mấy tham mình, quả mình rất đẹp luôn nha quả này nhá rất đen thằng Interz thằng Interz là thằng đang kê cái góc này chính xác tại Interz nó đang kê góc này nó không thấy gì thế nó thấy đồng đội ném sẽ smoke vào quả smoke chuẩn bị nổ phát thì thằng Interjet nghe thấy tiếng của thằng Karigan ở sau của smoke City đang băng qua thì thằng Interjet nó với vẩy tâm sang để nó kê City nhưng mà các bạn nhìn thấy không vẩy tâm sang kê City và phát là đúng lúc đấy thì thằng thằng uh, nó băng qua nó băng ra luôn và đó là một cái tham minh rất là ảo nên ra là thằng Interjet nằm nói chung là quả này phối hợp của Karigan lẫn uh, Brookie khá là tốt đây tôi sẽ cho các bạn xem một góc xem khác để các bạn biết được cái góc này nó như thế nào. Một cái góc xem khác để thấy cái tình huống băng qua của hai thằng này nó nhịp nhàng như thế nào. Hai thằng này nó băng qua gần như là đồng thời mà. Và thằng ITZ vừa rồi bị phân tâm bởi thằng Carigan, bởi thằng Carigan nó lộ tiếng. Còn thằng Broky của rồi thì nó lại không lộ tiếng. Đấy, đấy mới là cái vấn đề. Đây, các bạn sẽ được xem, tôi sẽ cho các bạn xem. Tương tận từng tình huống một. Này, đầu tiên là tình huống của thằng Akle Đấy, các bạn sẽ nhìn được góc của thằng Akle Đấy, thằng Accler trước Accler vào đây, Accler, đấy, các bạn nhìn thấy không Akle nó vừa nhìn, nó đen đúng lúc thằng Brokey Đúng lúc cái thằng Brokey nó nó đang nhá Thằng Akle lại nhìn thấy thằng Akle muốn ăn Thằng Akle không thể nào nghĩ được Tiếp tục đây là một tình huống này đây. đây là tình huống kê này, đây, các bạn nhìn này Đấy, các bạn nhìn thấy, bạn nhìn thấy thằng internet bị phân tâm một chút sang bên phải phát là thằng Brokey nó băng qua bắn chết luôn cả hai thằng luôn và thế là một rau thắng cho fake thêm một rau thắng quan trọng rau này cực kỳ quan trọng luôn thì rau này tự nhiên lấy được rất nhiều súng Đây, các bạn nhìn không vẫn còn pha mát pha mủng này lấy được một đống ak tự nhiên thành team bốn khẩu ak một khẩu m 4 chơi game không biết bên nào là t sai bên nào là ct sai và đặc biệt bên kia lại còn yếu tiền ý cô nữa cơ cửa thắng rất là lớn dành cho fake khi mà họ thắng cái rau đấu vừa rồi một rau đấu củng cố cái lượng tiền của họ và làm cho đối phương yếu tiền bên kia rất chuối nhanh nhưng mà tình huống này thì không rớt được Thì tôi sẽ cho các bạn xem cụ thể tình huống này Đây là một round đấu mà bên phía của team Fake Land Nó biết rằng là Gambit yếu tiền Nên làm ra là nó chủ động ném rất nhiều bom và mít. Sổ, không có cưa Đây, tôi sẽ quay trở lại cho các bạn xem cái tình huống Chặn rớt chuối chuẩn chỉ đến từ các anh viên Fake Land Đấy, đội hình của Fake Land là Rain với Carrigan Sẽ là hai người cánh B Thế nên ra là khi mà nhiều lúc mà bọn Gambit cái round đấu mà nó biết rằng là thằng Rain nó đẩy lầu phát là nó biết thừa là B sẽ còn một người khả năng cao là như vậy hoặc nếu cùng lắm nó sẽ có là thằng boki chứ không phải là thằng kia à, từ 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 Đấy, để tốc độ khác đây làm round đấu chắc chắn là tầm như kiểu Karigan quá sõi rồi nó sẽ đọc được tiền nên đâm ra là bọn này nó sẽ chống đớt chuối như nào các bạn sẽ nhìn nhá tôi sẽ soi Karigan trước cho các bạn nhá Đấy. À. Ôi. Cái này kéo tôi về vào xem. Ấy một lửa được ném vào chặn rớt. Đây này tôi phải bách lại. Kia tôi phải bách lại cho anh em xem kỹ hơn cái quả. Chặn đớt này của các anh viên phía Fate Clan. Carigan có lẽ là người quan trọng. Carigan và sau đó là Rain ném bom rất là tốt trong tình huống này. Mà tầm này mà back lại rau thì nó lâu nhỉ. Đấy rồi. Đấy, các bạn nhìn này Carigan nhá Đấy, Một lửa của tôi bảo hai ném để chặn Chết đầu tiên này ném một quả nết bật tường Bên kia là quyết định băng qua lửa luôn Đấy, Thêm một lửa nữa đến từ rain Ui dồi ôi và tất nhiên là không cường nó vẫn trả ra một quả flash rất là khó chịu Bên kia round này thì đúng là cái chết trắng luôn Đấy Một lửa một nết Sau đó thì ông rain ông cũng ném ra một quả nết nữa Bên kia băng qua lửa bên kia Gambit quả rồi cũng không tính đến việc là đối phương sẽ ném lửa hay sao ấy. Tại vì ra đấu vừa rồi các bạn nhìn thấy Gambit không mua một quả smoke dập lửa nào mà họ chạy qua chay Mà chạy qua chay tất nhiên là chắc chắn là không có cửa trong những round eco như thế này Sau vào gần đến nơi thằng Karigan nó trả ra quả flash tham minh rất là chuẩn Đúng cái tham minh mà bọn kia giạt ra là bọn kia ăn quả flash Sau lại có thêm một quả lửa thằng Rain ném ra trước mặt để nghĩa là không thằng nào băng qua được Và sau đó cứ giạt ra bắn thôi Mọi thứ rất là nhẹ nhàng và đơn giản cho đến trạm nước B chuẩn chỉ đến từ bộ đôi Ren Karigan Nói chung là tầm những kiểu Ren hay Karigan ấy Nó là những thằng nó bắn quá nhiều kinh nghiệm rồi Nên ra là để mà nó bị rớt bê thành công Nó là một cái yếu tố tôi nghĩ rằng rất là khó để xảy ra Đấy Brokey nó đưa khẩu AK cho đồng đội rồi Các bạn nhìn này. 4 AK một ọp Để nó lên ọp Không hiểu bên nào hay là bên T-side Hai bên giống hệt nhau Bên kia 4 AK, bên này 4 AK Bên kia một khẩu ọp, bên này một khẩu ọp nhưng đây là một rau đấu thằng Broky nó giàu hơn thằng Siro rất là nhiều Nó lên full bom Thằng Akle vừa vào đã yếu rồi. Thằng Akle vào chuối hình như bị ăn nết Yếu máu rồi. còn 13 máu ấy Vừa vào đã yếu rồi Đây là lúc mà thằng Akle nên bắn off Cái điều, có một điều mà tôi thấy rằng là Các team khác nó không tối ưu bằng Navi Và Achalit Navi và Achalit là mỗi lần những player đi tanh mà yếu máu ấy Về nó chuyển sang bắn off luôn nó nó chả có gì phức tạp đâu bắn ọp thì các bạn chỉ cần ọp kê là được mà các bạn cần gì phải đi tanh đâu nên làm ra là cái khả năng các bạn bị ăn bom hay bị spam vào đầu rất là thấp nên đấy là một điều mà các team khác họ thường làm nhưng mà ở bên phía gambit thì các player khác có vẻ như không tự tin cầm ọp lắm nên làm ra là akle yếu máu này nó về nó vẫn bắn ak này và thằng siro vẫn là thằng cầm ọp trong cái đó rõ ràng trong round này thằng akle bây giờ nó không đóng góp được vai trò của team nữa rồi bởi vì khi mà nó còn có 13 máu nó chắc chắn là nó không dám đi đầu nó bắt buộc nó phải đi sau Bởi vì nếu nó đi đầu nó chỉ ngửi hơi bom thôi là nó đã chết rồi Nó rất là sợ Nên thời điểm này cho nó một khẩu ọp để nó ngồi kê hẳn một đường Nó sẽ thoáng hơn rất là nhiều Thay vào đó thằng Siro là một thằng trăm máu Hoàn toàn thể nhoi lên à, Đi pick người, đi đổi mạng trong đội Nó sẽ hợp lý hơn đây là một điều mà các bạn xem Navi nhiều thì các bạn sẽ thấy rằng Navi làm nhiều và thậm chí kể cả các thành viên của Astralis thế ngày xưa cái thời điểm đi vai bán off chính thế khi mà đồng đội yếu máu đi bay đổi ọp luôn và đi bay chuyển sang AK đi pick cho đồng đội ngay đấy là điều mà đi bay rất hay làm luôn Karigan bắn chết Interz bên phía của team Fake Land, ở map thiếu này họ lợi thế hơn Gambit rất là nhiều bởi vì họ họ thường xuyên đẩy được cái banana này và tôi cũng không hiểu tại sao Gambit trận đấu này họ bắn rén đến như vậy có vẻ như là đây là một trận đấu mà cái map A là Gambit bị run rồi thật sự tôi nghĩ là Gambit bị run họ bị tâm lý bởi vì cái trận đấu đầu tiên nhá Đầu tiên là họ được đánh giá cao hơn Fakeland rất là nhiều Nhưng map 1 cuối cùng họ lại thua Fakeland Đến map thứ hai map Opat là một cái map mà họ trên cửa Fakeland rất là nhiều luôn Và trước giờ nó cũng là một best map của các thành viên bên phía của team Gambit Nhưng mà không hiểu tại sao họ lại bắn với Fakeland Họ bị comeback của họ tí nữa thua Họ thắng chây chật ở Overtime Nên tự nhiên nó là một cái áp lực đè nặng tâm lý Nghĩa là từ một team mà các bạn đang ở cửa trên Các bạn lại tự nhiên thấy bọn lại bật kinh vậy sau đó các bạn bị rén và đến trận đấu này các bạn nhìn này, Gambit không dám chiếm chuối luôn và để cho bên phía Fake clan. cũng chả phải là hai thanh niên trẻ tuổi tay to gì. Ờ, ừ. Carigan một ông mà cũng bị chửi rất là nhiều thời gian gần đây rồi. Thêm một ông Rain nữa, bây giờ phong độ cũng xuống nhiều rồi. Để cho hai anh em này chiếm chuối mà bây giờ chúng ta rõ ràng hiểu một điều là nếu đối phương đẩy ba chuối, ừ thì chiếm lại thì chiếm tranh, cạnh tranh chuối nó còn khó. Nhưng bây giờ bên phía đối phương có hai chuối thôi mà hai ông này lại còn hai ông cũng già già rồi mà thi đéo là mấy ông trẻ bên phía gambit cứ để họ chiếm chuối nhàn như thế này mà khi mà để hai người chiếm chuối như thế này thì tự nhiên là bom b rất dễ bắn bom b có rất nhiều thông tin và bom xe như vậy bắn cũng đơn giản hơn rất là nhiều thế điều chắc chắn luôn đấy trong đó là thằng broky là một thằng bắn op rất là cơ động các bạn nhìn không? nó đổi ngay Sớm mốc nối thì nó về có gì đâu Fake quả flash nhá Quả flash rồi là quả flash fake nhá các bạn nha Quả flash rồi thì chả có ý nghĩa gì cả Bởi vì thực ra thằng này nó ngồi đây Thì quả flash rồi chả có ý nghĩa gì cả Nó chỉ là quả flash fake Nó định ý của nó là để cho thằng nào đi nối bên đối phương Sẽ nghĩ rằng là cái thằng canh connector nó ngồi ở đây Các bạn hiểu không Tại vì quả flash vừa rồi Là quả flash để support cho cái thằng đứng ở vị trí này Của connector giạt ra check Để không lộ Olof Master Đấy. Nhưng mà với một thằng như Nafani Tôi nghĩ là thằng Nafani dễ nó vẫn sẽ check trong tình huống này Tôi góc này Tôi sẽ xem ai đây Thôi tôi cứ xem Broky tiếp vậy Đây là một tình huống hack não nhau thôi Không biết là có thành công hay không Tí xem thằng Nafani Thằng Nafani nó quái lắm Đấy, Bây giờ bách cả Karigan về nữa Các bạn nhìn đâu Karigan về với việc so, clear B sớm ấy, Năm ra các anh Fake Fickland họ hoàn toàn thể bách về 4A Đấy, Fake rất là chủ động Họ đẩy ngược lại ra A trong tình huống này luôn Các bạn nhìn này Thằng này kê ở đây chắc là không có gì để xem nữa rồi Đây các bạn xem nhá Đẩy ngược ra đến từ Carigan luôn Nhưng mà chết <laughs> Tuy nhiên thì với việc đẩy ngược ra này Karigan chết thì tôi lại nghĩ là Nafany dễ là sẽ không check vị trí của Olof Meister à, Bởi vì lúc đầu cái quả flat fake thì đã Nghĩa là có một thằng ở trên này rồi Với cả hai nữa thằng Karigan nó đẩy như vậy Thì thường sẽ không có thằng trong hốc thì nó mới đẩy Bởi vì nếu như nó biết có Olof ở đây Thì nó sẽ không đẩy các bạn hiểu không Có lốp đây thì việc gì phải đẩy Đấy Đấy các bạn thấy không? Đúng không? Phách của ai không? Đấy, rất bình tĩnh luôn. Ông ông Olop thì ông biết. Đấy. Olop quả này thì biết thừa là thằng Siro ở kia. Olop là muốn ăn thêm cả Siro. rất là bình tĩnh. Nhưng vấn đề thằng Siro quả rồi nó lại chuyển sang nó lại không kê nối, nó lại sang kê nhà đen và nó ngồi rất là kín. Không lộ người. Olop không ăn rồi thằng kia. Thì Olop thôi đành phải ăn Nafani, ăn Nafani xong định ra thì cuối cùng thằng Siro thì rõ ràng là phản xạ tuổi trẻ rồi các bạn nhìn nó bắn vắt chết luôn rất là nhanh. Nhưng quả này các bạn thấy không? Bên phía Fake land đã lừa được thằng Nafi của đấy. Nafi của đấy không hề biết rằng Olop ở cái góc đấy bởi vì kế mãi có thấy đâu. Sao lại thấy đối phương búp flat ra check nối thì nghĩa là đối phương nó ở xa xa này cơ. À, nghĩa thằng Olop phải ngồi đây này. Sao lại giết được thằng Carigan thì rõ ràng là Carigan là thằng Bách từ B về. Thằng Bách về đứng ở đây thì rõ ràng thằng này ở đây thì nó phải đẩy ra chứ nếu Olop ở đây thì nó đẩy ra làm gì? Đấy. Lừa thì lừa thành công rồi đấy. Nhưng mà không biết là có hiệu quả hay không. Nhưng Olop chỉ đổi được một mạng thôi. Đấy. Thằng Broky nó cũng khá chủ động, các bạn nhìn đâu. Cái việc thằng Olop vừa rồi đẩy ra ấy, nó lấy được một cái thông tin rất là quan trọng là nó bảo là mid chỉ có hai thằng thôi. Đấy là một thông tin rất là quan trọng mà nó giết một thằng rồi. Nó bảo là còn một thằng Siro ở mid nữa thôi. Thế nên tự nhiên thằng Broky biết rằng mid không đông thì nó sợ gì đâu, nó đẩy ngược ra này, các bạn nhìn nhau, đâu. Đấy, nó đẩy luôn. Đấy, bên kia đây là một tí huống tại sao nó chạy. Bởi vì một, timing quá hẹp rồi. Timing này nếu vào vào A thì phải vào luôn. Hai là thằng Rain đã nghe được thông tin là đối phương chạy về B rồi. Thằng Rain nó nghe bảo báo luôn là bê vào Thế Năm ra thằng Rocky cầm dao nó chạy luôn Tại vì tham minh này chắc chắn là bên kia chỉ có sộc và bom và đặt bom thôi Không có thời gian để xử lý hay làm bất cứ thứ gì cả Đấy, tweet back city và xem là thằng Rocky nó retake còn này như nào Ui sổ Trận này thằng Rocky nó vẩy tốt thật Ui dồi ôi các bạn nhìn thấy không Vẩy tốt, đặt tâm cũng tốt Không trượt phát nào luôn cái mạng thứ hai kia là một cuộc đấu ọp mà cả hai thằng đều biết nhau bởi vì thằng Brookie giết được một thằng thì thằng siro nó cũng hạ gục được một thằng bên kia rồi nên tự nhiên là hai bên đều lộ chỉ là thằng nào đấu ọp thằng này bắn tốt hơn thôi nhưng mà cái góc đứng của thằng thì có lẽ là lợi hơn được chút tại vì thằng siro góc di chuyển hơi hẹp thực ra nó cũng chả quan trọng lắm bởi vì cái góc di chuyển của siro có thể hẹp nhưng mà nó là một cuộc đấu ọp chỉ là tay thằng nào nhanh hơn thôi trung quy nó cũng chỉ có như vậy thôi các bạn ạ nết gì đây Nét lỗi à. Còn nét vừa rồi như là nét định ném xuống cống, ấy. hình như là một con nét ném bật tường muốn rơi ra cống ấy phải. Nó định ném ở đây này, ném quả nét bật vào đây này thì theo quy tắc uh, bật tường nó sẽ nổ ở đây à. À, nét định nổ ở đây. Nhưng mà con nét này nó ném lỗi. À, các bạn nhìn theo bọn pro player khi mà ném lừa nó rất là cẩn thận nó đéo bao giờ nó rút quả lửa nó mặc dù thằng này là thằng kia ọp nha nó kia ọp một lúc rồi thì rõ ràng là mít không có thì nó rút lửa ra để nó ném luôn là được nhưng mà nó nó vẫn sợ một cái điều đó là cái tham minh khi mà nó rút quả lửa ra trong cái tham minh đấy đội bạn lại lên kê thì sao thế nên ra nó vẫn nhá một hai nhịp chắc chắn là không có địch thì bắt đầu nó mới giặt ra nó ném để hạn chế tối đa cái những cái lỗi hoặc là những cái tình huống đen đủi cho tham minh à, cẩn thận tối đa có thể cái quả này hai ông để chuối đi ông Karigan đi rồi ông Ren thì cũng trọng thương khó anh khó. em nên lên hỗ trợ cho Ren quả này may mà thằng Ren nó vẫn còn quả smoke nó trả lại nên làm ra bọn Gambit không dám băng qua thực ra cái việc mà bọn Gambit bắn bài bản quá không dám băng qua chính là cái điểm yếu của Gambit gặp những team khác nó băng qua quả này thằng Ren giỏi lắm giết được một tôi thật các bạn hoặc cùng lắm là hai nhưng mà vấn đề là... thằng Ren đổi hai nhưng mà mất bom thì retake bom rất là khó còn cái việc mà các anh viên bên phía của team Gambit quả này không dám băng qua là một điều khá là sai sách. Chứ quả này thực ra Gambit băng qua được, băng qua thoải mái. Rất nhiều team quả này nó sẽ băng qua, tại vì nó biết là còn một B thôi mà B đấy yếu. Thì nó sẽ băng qua chứ nó không bao giờ nó sợ. Bên kia ném lửa, dập lửa luôn. Dập lửa chủ yếu để fake coi. Xem các thành viên bên phía Gambit rồi đánh như nào. Nói chung là ở thời điểm hiện tại, nếu mà so với chiến thuật thì tôi nghĩ là Gambit đang bị, chiến thuật của họ đang bị hơi cũ Trong cái đó thì Na'Vi thì họ đã có bước tiến khá là dài trong cái việc uh, uh, Biến đổi, chuyển đổi chiến thuật Do này họ có rất nhiều những phương án đánh Chợ, nhanh Rớt Họ có rất nhiều những phương án đánh khác nhau và các player của họ có vẻ Rất là phù hợp Tại vì Na'Vi là một team có khả năng đổi mạng rất là tốt cái Gambit hiện tại thì tôi nghĩ rằng là họ sau cái giải đấu này thì chắc chắn là họ sẽ có một cái sự nghiên cứu rất là lớn về Navi và họ sẽ có những sự thay đổi cho là hợp lý có lẽ là cái việc của bắn cái giải lan lâu lắm rồi bắn một giải lan khiến cho cái tâm lý của các thành viên bên phía của Gambit họ bị đè nặng họ hơi bị cóng thì phải tôi cảm giác là như vậy <laughs> chiến thuật của Gambit chỉ là bắn với Navi thôi á à? <laughs> làm gì có chuyện đấy à bạn làm gì có chuyện đấy Thạch Linh Thế bao nhiêu cái chức vô địch từ đầu năm của nó từ đâu ra Thế Nó không phải gặp team lạ à Thế Từ đầu năm bây giờ nó gặp mỗi nào vi à? Nó đấm mồm mỗi bao nhiêu team rồi <laughs> Không trông có vẻ như là Gambit trận này bị cóng Cóng với tâm lý thì đúng hơn Không dám bắn theo cách của mình Chắc là cái map Opat bị comeback sợ quá Map đấy bọn Fate Clan comeback kinh thật mà map đây cũng bất ngờ, map đây là best map của cái bên phía Gambit mà không hiểu tại sao họ để hợp phết clan comeback mà còn comeback bên phía t side Rất là dị. Rồi, B lại chết, Carigan lại nhoi. Có rồi chắc chắn là Carigan nhoi ra. Lại bị bắt. Rồi xem Rên đổi được mấy. Hơi khó cho Rên. lát cho Rên này. Rồi lát định băng qua nhưng các bạn nhìn thấy bên kia thằng Nam đi quái chưa? thằng Nafani gọi này rất là quái nhá thằng Nafani gọi này không băng qua thì mọi thứ nó sẽ khó hơn thằng Ray trong bom vẫn sống ấy kìa đấy, tự nhiên thằng Nafani băng qua thế là cuối cùng các bạn thấy mọi thứ nó trở nên dễ thở hơn rất là nhiều đấy, giảm tải áp lực lấy được thêm không gian di chuyển trong đội đấy, nó băng qua nó thả được quả sấm mốc này này các bạn nhìn tự nhiên cái không gian di chuyển của các anh bên phía Fake Land là rất uh, rất hẹp đấy, trong khi đó không gian di chuyển của các anh bên phía Gambit là rộng hơn rất là nhiều và thằng Rain thì cũng bị cô lập lâu hơn. Chứ quả đấy mà thằng uh, Nafany nó không tanh về cái đoạn city này không giết ông Broky, tự nhiên ông Broky -Ki kiểu gì cũng đủ thời gian để vào ngách và sẽ gây ra một cái áp lực rất là lớn vào mấy cái thằng trong bom. Đến lúc này thì câu chuyện nó có, có khi nó lại khác. Và di chuyển khá là hay của Nafany. 95. Nhưng bên phía Fickland nó nhiều tiền quá. Cái trận đấu này Gambit bị vấn đề là để cho Fickland lên những cái round đầu tiên nhanh quá. Tự nhiên là giúp cho Fickland thắng mà lại còn thắng sâu, thắng theo kiểu không khó khăn đấy nên lượng tiền của họ tích lại là quá nhiều thu hai rau liên tục vẫn đủ tiền lên off vẫn full buy đầy đủ vẫn có 4 cái kit thì kìa điều đó sẽ làm cho mọi thứ nó khó khăn hơn rất là nhiều tập pro thì nó kê off như thế này còn các bạn không phải pro thì các bạn đừng kê như thế này thằng này bị vấn đề giống y hệt như thằng stewie nghĩa kê nhiều nó bị mỏi tay nên ta nó cứ di chuột lên di chuột xuống một chút nó bị mỏi tay kê nhiều một lúc quá Trả lửa theo tham minh Rồi xem thằng này nó bắn quả này như thế nào Bên kia lên mid Bên phía của team uh, fake lane này bắn khá là hay nhá Đấy các bạn nhìn không Có một cái sự phối hợp khá là hay Nó đứng hai lầu luôn Ở một thằng dự nối không bắn trong bom luôn Nhưng có rao thì hai thằng thằng Olof với cả thằng Twist Nó đứng hai người trong bom Nhưng rao này thì nó lại bắn hai lầu Rất là dị Ok và bây giờ thì Brookie bị cô lập này Broky bị che tầm nhìn rồi như thằng Olof đó ấy. Bắt được một thằng ở boiler, ờ Olof bắt được hai, ờ quả này tự nhiên là thành hai. Olof lại bắn được kinh. Để xem nào. Broky muốn qua smoke. Wow. Đen. Mà thằng Mighter thì quả smoke tan, thằng Broky nó bắn mà quả này nó bắn cũng kinh, nó bật tâm nó bắn phát chết luôn. <laughs> Nhanh nó bắn chết được Nafani thì bây giờ tự nhiên hai thằng trong bom các bạn nhìn thấy rất là tù. Olof vừa rồi, rồi bắn quả tí nật, thằng Olof đứng trên đây lầu này nó cương thẳng ra boiler nó bắt được thằng boiler này sau đẩy thằng lầu nó bắn chết một thằng trong lầu luôn tự nhiên là thoáng hẳn một cánh trái thế nên bên phía của gambit chỉ có ba thằng đi nối thôi ba thằng đi nối cũng không bắt được thằng rocky nhưng vào bom thì bắt được thằng tuyết nhưng vấn đề là thằng rocky nó lại hạ gục thằng nafani là cái thằng biter tự nhiên là hai thằng trong bom này rất là tù Còn này chẳng có cửa rồi Còn này các bạn nhìn thì biết là thua không bao giờ thắng được lầu nữa cơ lầu nó còn ra nữa thắng làm sao được Bây giờ ông này còn cẩn thận ông kê lại bên trái ông sợ rằng địch lên nghĩa địa rồi cơ còn đoạn này chắc chắn là không có pit rồi tại vì hai ông này đi từ nối vào bom thì không bao giờ xuống pit kịp được Đây, các bạn nhìn đâu carigan nó còn phải check pit đâu đấy nó dạt ra nó bắn thôi Interz thì còn có 10 máu ui rồi làm gì cho cuộc đời thế là hết rất đơn giản Úi sỏi ông Broky ông còn boi nớt thêm mạng nữa Để tao gỡ Ờ à, Bắn vào đầu đồng đội nữa cơ <laughs> Ok, như vậy chúng ta đã phân tích xong demo của Broky trong Matthew Inferno bên phía CD Side. Có thể thấy rằng là nó cũng giống như kiểu bao player bắn off khác. Không có gì quá đặc biệt ngoài việc là bắn vào tay, flick trúng, thế thôi. Thực ra đối với player bắn off thì cái điều quan trọng nhất là các bạn bắn là không được trượt. Đấy, đấy là điều quan trọng nhất. Chưa nói đến chiến thuật, còn chiến thuật thì nó sẽ do team đề ra. Team đề ra chiến thuật như thế nào thì bắn như vậy, giống như kiểu. Trận đấu này là một trận đấu mà fake Land ao trình hoàn toàn về cái mặt di chuyển đội hình phối hợp so với cả Gambit, kìa tham minh tất cả mọi thứ. Trong cái đó thì họ lại còn có thêm một con bài Brokey bắn rất là bay nữa, bắn không biết trượt. Thế là chiến thắng đó, rất đơn giản. Ok, cảm ơn anh em hôm nay đã theo dõi buổi livestream này nhá. Hẹn gặp lại anh em vào